Chào quý vị các bạn, thì ở các clip trước đó, thì công ty View của chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các loại thiết bị phục vụ cho ngành gỗ. Thì hôm nay qua clip này, công ty View của chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái loại máy bắn đinh thẳng của hãng Meti F32. Thì khi mua về chúng ta sẽ có hộp đây và ta sẽ mở ra chúng ta xem. Ở trong này á, nó sẽ có thứ nhất là một cái lọ dầu để chúng ta tra này, rồi các cái lục giác để chúng ta có thể vặn các cái ốc ra. Ở đây chúng ta sẽ có đinh thẳng nhá, đinh thẳng ha. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái máy đây, F32 này, thương hiệu F32 này, thì nó sẽ có cái dải đinh mà nó có thể bắn được là 10, 15, 20, 25, 30, 32. Đó nên người ta gọi là F32. Thì đầu của nó là một là 26 hoặc là 9 nhá. Đó. Thì cái hãng Meti là cái hãng mà được rất là nhiều các cái khách hàng lựa chọn để sử dụng và được nhiều người ưa thích trong các cái xưởng đồ gỗ nội thất. Thì ngoài ra thì hãng còn sản xuất rất là nhiều các cái loại thiết bị như là nồi trộn, bơm sơn, máy bắn đinh, máy bắn ốc, rồi máy bắn vít, đó, vân vân. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất, các review mới nhất về các loại thiết bị phun sơn, rồi thiết bị đồ hơi, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.